Nguyễn Thành Nhân xin kính chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hiện giờ Thành Nhân đang di chuyển trên cái quốc lộ 28 theo hướng từ Hồ Tà Đùng về thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Và cái đoạn mà Nhân đang đi ngang qua là xã Quảng Khê, huyện Đắk Long. Ở đây thì Nhân thấy có một cái bảng chỉ dẫn để rẽ vào cái cây thần linh. Thì Nhân sẽ nhớ Nhân có đọc một cái bài viết về cái cây này. Và đây cũng là một cái nơi thu hút rất là nhiều du khách khi có dịp đi qua đây. Sẵn dịp trên đường thì giờ này Nhân cũng mời các bạn cùng Nhân vào khám phá cái địa điểm du lịch này nhé. Đường vào thì cũng là khá là dễ đi. Theo hướng dẫn của Google Maps thì từ quốc lộ 28 này chúng ta chỉ rẽ vào khoảng hơn một cây số là đến nơi thôi các bạn. Bây giờ thì cây thần linh đã hiện ra bên trái chúng ta rồi đó. Và nhận thấy là ở bên phải thì có một hồ nước rất là lớn. Và phong cảnh quanh hồ thì cũng khá là đẹp. Theo tìm hiểu thì nhân biết đây là một cái nơi sinh sống của cộng đồng người Mạ, và bà con thì rất là quý trọng cái cây thần linh này. Ở đây thì Nhân đã chạy qua khỏi cái đường để xuống cái cây rồi. Bây giờ Nhân sẽ quay xe lại để tìm được tiếp cận gần hơn để cái cây này để quay cho các bạn xem. Người dân ở đây thì cũng không biết cái cây đa này là có từ bao giờ. Chỉ biết là qua mấy đời đã thấy nó có mọc ở đây rồi. Và dân địa phương gọi cây đa này là cây đa thần linh. Ở đây thì người ta không gọi là sớm hay là bản hay sóc, mà ở khu vực này người ta gọi là bon. Cho nên là cái người dân ở trong bon á, vẫn tin vào một cái truyền thuyết, họ cho rằng cái cây đa này là chính là cái sự hóa thân của một người con gái tên là Hơ Diêm, và gọi là cái cây thần linh theo một cái truyền thuyết mà bà con hay truyền tài kể với nhau, mà Nhân cũng đã có dịp đọc được. Thì cái truyền thuyết nó kể là ở cái bon Phi Mu này nè, ngày xưa có một cái nàng tên là Hơ Diêm, rất là hiền lành và tốt bụng, lại ngoan ngoãn hay giúp đỡ người khác. Nhưng một ngày kia thì khi mà nàng Hơ Diêm đi lấy nước ở cái bến nước đầu bon thì tự nhiên là trời tối sầm lại và có một trận mưa tuyết rất là lớn ập xuống. Do nàng tránh không kịp nên ngã xuống nước và bị lạnh mà chết. Sau một thời gian thì ngay cái nơi mà của nàng Hư Diêm chết á, mọc lên một cái cây đa xanh tốt. Và mấy cái già làng cũng như là người dân trong bon á, được nàng Hư Diêm báo mộng rằng cây đa chính là bản thân mình, và cô cũng sẽ giúp bon bảo vệ cái nguồn nước, bến nước, nên người dân cứ an tâm lấy nước để cúng thần linh và phục vụ cho đời sống. Đó là cái truyền thuyết về cái cây đa thần linh này các bạn. Và bà con ở đây cũng cho biết là cây đa rất là linh. Những ai mà có cái lòng mà tâm địa xấu á, thì không ngay thẳng á, thì khi mà lấy nước ở đây về uống á, thì bị đau bụng và hay bị ốm. Cho nên từ đó về sau thì bà con đặt cái cây đa tên là cây đa thần linh này như vậy. Thì ở đây ngoài cái việc mà bà con thường xuyên đến đây lấy nước về dùng á, thì mỗi khi mà đi ngang qua thì hay ghé để nghỉ ngơi, bởi các bạn thấy một cái bóng cái cây có một cái bóng mát che rất là mát mẻ ở xung quanh. Rồi trong cái đời sống tâm linh á, thì nàng Hơ Diêm được bà con kính trọng và xem như là một cái nữ thần.
luôn nhắc nhở dạy con cháu cũng phải sống lương thiện, ngay thẳng và tốt bụng. Và ở đây thì theo nhận biết thì cứ vào ngày mùng 10 của tháng giêng âm lịch hàng năm á, thì người dân ở trong bon cũng như là những bà con ở khu vực lân cận á, cũng tề tụ về đây để mà tổ chức một cái lễ cúng bến nước để cảm tạ thần linh, cảm tạ nàng Hơ Diêm đã che chở, bảo vệ cái nguồn nước để phục vụ cho sản xuất hay là cho sinh hoạt của bà con. Đây là một cái lễ hội truyền thống của người Mạ. Theo bà con thì mặc dù ngày nay cái cuộc sống đã thay đổi rất là nhiều, cái nguồn nước sạch của nhà nước cũng đã về phục vụ cho bà con, nhưng mà bà con ở bon Phi Mu này vẫn giữ nguyên cái thói quen là khi đến bến nước đầu bon để mà lấy nước về dùng. Một số già làng và bà con cho biết là bến nước có cây thần linh là nguồn sống của bon làng nên ai cũng trân trọng và giữ vệ sinh khu vực này. Mỗi lần đi qua thì bà con đều nán lại đôi chút với gốc đa. Đó là cái câu chuyện về cái truyền thuyết của cái cây này. Thì Nhân cũng không có bàn tới, bởi vì mỗi một địa phương thì khi mà họ làm một cái điều gì thì họ cũng có những cái truyền thuyết hay là có những cái câu chuyện để lý giải cho những cái điều gì đó. Tuy nhiên thì Nhân thấy cái cây đa này là một cây đa cũng rất là đẹp và rất là lớn. Các bạn thấy là cái nó không có cái gốc mà nó hình như là nó tập trung vào những cái rễ. Những cái rễ cây nó chụm lại với nhau, cho nên là ở dưới gốc nó là nó giống như một cái hang động các bạn. Cho nên là chúng ta thấy cái cây này thì cũng khá đẹp và cũng khá là lạ mắt. Còn cái việc mà nó có linh thiêng hay không thì chỉ có những người ở địa phương thì họ mới trải nghiệm, còn chúng ta là những du khách thì chúng ta chỉ nhìn thoáng ra là chúng ta biết như vậy thôi. Các bạn thân mến, nãy giờ thì các bạn cũng đã cùng Nhân khám phá rất là chi tiết cái cây thần linh ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Hà Long này. Giờ này thì Nhân cũng xin tạm dừng video tại đây. Nhân cũng sẽ tiếp tục đi đến những cái nơi khác để tham quan những cái điều chưa biết trên cái mảnh đất của tỉnh Đắk Nông này. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đồng hành cùng Nhân trong những phút qua. Xin các bạn cũng tiếp tục ủng hộ những cái bài hát karaoke trên những cái kênh karaoke của Thành Nhân. Và đặc biệt là các bạn cũng cho video một like, cũng cho một cái đăng ký để ủng hộ tinh thần. Như Nhân đã nói ngay từ ban đầu, cái kênh này thì Nhân không có một cái ý định gì khác ngoài là lưu lại những cái kỷ niệm trên những cái chuyến đi của mình. Cho nên là cái chất lượng video thì nó cũng không phải là gắn chuyên nghiệp. Cho nên là có cái điều gì thì các bạn cũng bỏ qua. Cái mục đích chính của Nhân là giữ lại những khoảnh khắc để làm kỷ niệm. Sẵn đó thì cũng chia sẻ với những các bạn để các bạn xem cho vui. Các bạn, có thể là các bạn cũng có một cái chút ít thư giãn nào đó. Một lần nữa, Nhân cảm ơn và xin kính chào các bạn.